Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong Anime World Simulator, một cái tựa game chung admin với Best Swarm Simulator. Thì ban đầu cái tựa game này mình chỉ làm video để review cho các bạn có một cái tựa game anime khác để các bạn chơi. Nhưng mà không ngờ là sau khi mình coi lại thì số view từ cái video đó khá là cao ha. Và hiện tại cái tựa game này số lượng người chơi cũng cực kỳ nhiều. Mình không biết là trong giai đoạn cái tựa game Anime Fighter đang bị shutdown thì tựa game này là một cái tựa game thay thế hay tựa game này thật sự cuốn hút người chơi. Thì thôi, ngày hôm nay nó ra cập nhật 1 rồi. Hãy cùng tìm hiểu với mình xem là update 1 tựa game này nó sẽ có gì nhé. Những bạn nào đã từng chơi tựa game Best Swarm thì chơi tựa game này nó y chang, rất dễ tiếp cận. Khi bạn vào game thì sẽ cho chúng ta một cái nhà. Và cái nhà này là nơi chúng ta lắp những cái cục gọi là orb, tức là những cái trứng ấy. Và những cái trứng này các bạn muốn nở được thì chúng ta phải đi collect những cái food. Khi mà các bạn có được số lượng food rồi, mình sẽ quay trở về cái dojo, tức là cái nhà của mình. Và ngay lập tức nó sẽ chuyển hóa toàn bộ thức ăn này cho những cái trứng. Và khi cái trứng các bạn, trong game này là cục up nè, khi cục up các bạn nó đã full rồi thì nó sẽ hiện cái chữ ready và chúng ta có thể up bằng những con pet. Sau một thời gian trải nghiệm, mình đã có những con pet của thế giới của anime gì đó mình không biết nữa. Thì con này cấp độ 5 nè, 360 dam. Con này là cấp độ 1, 300 dam. Thì mình nói với các bạn đó là từ game này mình chơi để trải nghiệm, nên tới thời điểm hiện tại chưa hề mua bất kỳ một game pass nào trong game. Rồi, review sơ sơ là cho các bạn như vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái cập nhật từ game này nè. Cái vấn đề đầu tiên là trong cái tựa game này, cái ba lô admin đã bỏ rồi. Nếu bạn coi kỹ video lần trước, video đầu tiên của mình, thì trong game nó cho chúng ta một cái ba lô ở trên này nè. Và khi chúng ta full ba lô, các bạn bắt buộc phải quay trở về cái dojo của mình để cung cấp những cái food và những con pet. Thì cái việc bỏ ba lô đó tương đương với game pass Infinity Backpack 685 Robux. Nó đã mất cái khả năng sử dụng của nó và bây giờ admin đổi thành một chức năng tên là Auto Hatch, tức là tự động mở những con pet cho mình khi mà nó full. Các bạn không cần phải quay trở về cái dojo. Cái điều này nó khiến cho chúng ta có thể chỉ việc treo máy đi farm mà thôi. Rồi, và chúng ta sẽ có thêm một khu vực mới. Khu vực này ở trong One Punch Man. Để mà qua từng khu vực các bạn chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Cho nên bây giờ mình nghĩ là cấp độ trong tựa game này nó cũng không có quá quan trọng. Hồi trước thì cấp độ trong tựa game này các bạn phải đủ cấp thì mới tấn công được những con NPC. Ví dụ con này cấp 85 nè, đúng không? Thì các bạn phải cấp 85 mới farm được. Nó vẫn ghi một cái dòng chữ là not high enough, tức là không đủ cấp độ. Nhưng mà bây giờ các bạn không đủ cấp, các bạn farm nó vẫn mất máu. Còn hồi trước là không đủ cấp, farm sẽ không mất máu. Cho nên là mình nghĩ trong tương lai admin sẽ cho chúng ta một cái chức năng gì đó liên quan tới cấp độ, có thể là rebirth vân vân. Cấp độ giới hạn người chơi hiện tại trong game là 135. Khi bạn farm lên 135 thì sẽ không farm lên được tiếp nữa. Còn nếu mà các bạn muốn qua được khu vực mới thì chỉ việc kiếm đủ tiền thôi. Kiếm đủ tiền ha. Unlock cánh cổng. Ở trên kia là Boros này. Đây là những cái siêu anh hùng. À không, đây là villain, là người xấu ha. Ở đây chúng ta có một con là Dr. Genius cấp 110. Mình mới cấp 68 thôi, vẫn farm được nó. Và khi bạn farm xong một con quái thì nó cho chúng ta một cái trứng. Cái trứng pet mở ra được những nhân vật của cái thế giới đó. Tiếp theo là tựa game này nó cho chúng ta rất nhiều cái setting. Các bạn thể bật tất cả setting lên để hỗ trợ cho mình trong tựa game này farm một cách nhanh nhất. Mình có auto equip nè, tức là những con pet mạnh nó sẽ tự động trang bị cho mình. Pop up là hiện thông tin ha, này tắt cũng được. Auto hatch là game pass, tự động mở trứng. Cái auto plant này tự động trồng những cái cục ốp mà các bạn đang có trong ba lô của mình. Auto feed, chức năng khá là hay ha. Khi mà bật chức năng này lên là chúng ta đi farm. Cứ việc đi farm thôi, cái số lượng food mình farm được ngay từ đầu nó sẽ được chuyển cho những cái cục ốp của mình. Thì nãy mình có nói với các bạn khi chúng ta bật ba chức năng này lên, auto hatch là game pass, auto plant, auto feed, khi đó chúng ta không cần phải quan trọng tới cái việc quay trở về cái dojo nữa, tại vì khi đó trong game sẽ tự trồng những cục ốp cho mình, tự feed đồ ăn cho nó, tự mở trứng luôn. Game này bây giờ nó biến thành một cái tựa game treo máy hoàn toàn. Rồi, chức năng auto merge này, tự động ghép những con pet cùng cấp độ với nhau thành một con pet cấp độ cao hơn. Đây, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 ha. Và cao nhất hiện tại trong tựa game này là cấp 5. Và cấp 5 mình nghĩ là chỉ từ epic trở lên thôi. Rồi thì thêm một chức năng nữa khiến cho tựa game này biến thành tựa game AFK. Đó chính là một khu vực, nó tên là AFK Fighting Area. Nó sẽ tên đó là Configure Training. Và trong cái nơi này là nơi chúng ta thay đổi từng khu vực. Thì khi mà bạn đã unlock được vùng đất nào, chúng ta thể chuyển đổi cái map của nó. Cái khu vực training tương đương với thế giới đó 6900 ha. Đây là food. Các bạn thể auto click treo mấy chỗ này để chúng ta farm food. Và thêm một thông tin nữa là những cái chỗ training này, cái số lượng food các bạn farm, lượng sát thương sẽ nhiều hơn. Cũng như là bên đây chúng ta có một con dummy. Chúng ta phải farm 150.000 sát thương thì nó mới vỡ cái con dummy này. Và nó sẽ vẫn cho chúng ta cái trứng nha, vẫn cho chúng ta những cục ốp để mình có thể mở trứng. Cái ưu điểm của nó là nó không tấn công mình nên mình sẽ không chết. Và cái nhược điểm của nó là số lượng máu rất nhiều.
Lưu ý là cái configure training này đang ở thế giới nào thì các bạn đi farm cái con dummy này, nó sẽ cho chúng ta cái up tương đương như vậy. Rồi, và game này cũng đã bắt đầu có một cái hơi hướng như là từ game Anime Fighter, là khi các bạn vô shop này, chỗ Fighter, nó cho chúng ta mua trực tiếp những con pet bằng robot luôn. Đây mình có là Lee, Rock Lee, mình có râu trắng nè, có râu đen nè, và có con gì đó không biết, Naruto à. Sức mạnh nó là 1050, 1495 robot. Thì cái việc này mình nghĩ cũng đúng ha. Game muốn có nhiều doanh thu thì phải đưa vô những cái phương thức như vậy. Rồi, và thế giới đầu tiên nó sẽ cho chúng ta một cái trứng. Thấy cái trứng này là trứng bằng robot. Và một cái điều đặc biệt đó là những cái trứng này vẫn có tỷ lệ crop được khi mà chúng ta đi farm những con quái bình thường. Đây, cái trứng thế giới đầu tiên, farm những con quái từ thế giới đầu tiên, tỷ lệ crop nó là 0,1%. Còn không thì bạn muốn pay to win hay là mua nhanh ấy, 100% này, thì dùng 35 robot. Do ba lô mỗi người chỉ có 20 thôi, nên mà chúng ta muốn đỡ tốn diện tích ba lô vào cái setting này ha, bật auto delete những con common, auto delete những con rare, hay là auto delete những con epic. Và mình khuyên các bạn cũng nên là bấm delete common, delete rare, tại vì thật ra sức mạnh những cái con common với những con rare đó, của vùng đất đằng sau nó không hơn bao nhiêu so với những con vùng đất đằng trước. Chúng ta chỉ nên xài những con từ cấp độ epic trở lên. À, hồi nãy mình mua một cái trứng là 35 robot thì nó tên nó là villain me down up. Hãy cùng xem là con này là con gì nha. À lê hấp ế nhầm ồ hình quá. Nó cho mình ra một con epic các bạn. Do mình đang bật chế độ auto delete á, nếu mà nó ra được cái con common hay là rare là chết tôi rồi. Thì con epic này, oh my god, đam chỉ có 30 thôi. Do là cái tựa game này bây giờ đã không còn ba lô nữa rồi, nên nếu mà bạn có thời gian rảnh á, chúng ta cứ treo máy bên khu vực training bên kia. Các bạn treo một số lượng food cực kỳ nhiều, như hiện tại mình đang có là 400.000 này. Rồi sau đó các bạn chuyển qua mấy con dummy để chúng ta treo những cái trứng, farm những cái trứng khu vực mới nhất. Rồi sau đó các bạn hãy quay trở về đây, lắp những cái trứng này vô. Khi đó cái số lượng food các bạn luôn luôn đủ ha, và chúng ta mở trứng. Ok, thì đó là tựa game Anime World Simulator cập nhật đầu tiên, link game để bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.